Giá bán lẻ xăng dầu trong nước sáng ngày 21 tháng 6 cụ thể như sau: xăng E5 RON 92 không quá 31.117 đồng một lít, xăng RON 95 không quá 32.375 đồng một lít, dầu diesel không quá 29.020 đồng một lít, dầu hỏa không quá 27.839 đồng một lít và dầu mazut không quá 20.357 đồng một ký. Chiều nay 21 tháng 6, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo quy định. Theo số liệu công bố của Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 15 tháng 6 tăng 3-4 đô la Mỹ một thùng so với ngày 13 tháng 6, ở mức 151,6 đô la Mỹ một thùng đối với xăng RON 92, 158,1 đô la Mỹ một thùng với xăng RON 95, 172,6 đô la Mỹ một thùng với dầu diesel, 169,6 đô la Mỹ một thùng với dầu hỏa. Riêng dầu mazut giảm khoảng 6 đô la Mỹ một tấn, xuống còn 650,5 đô la Mỹ một tấn. Tính đến ngày 11 tháng 6, giá xăng thành phẩm trung bình tại thị trường Singapore hiện cao hơn giá bán lẻ xăng dầu trong nước khoảng từ 350 đến 450 đồng một lít. Còn dầu diesel, dầu hỏa khoảng 850 đến 950 đồng một lít. Do đó, kỳ điều hành chiều ngày 21 tháng 6, giá xăng có thể tăng tương ứng khoảng từ 350 đến 450 đồng một lít. Còn dầu diesel tiếp tục tăng mạnh gần 1.000 đồng một lít. Nếu cơ quan quản lý chi quỹ bình ổn, giá các mặt hàng này có thể tăng ít hơn. Nếu đúng như dự báo, giá các mặt hàng xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ 7 liên tiếp, xăng RON 95 tiến đến mốc 33.000 đồng một lít.